giờ sáng anh gọi em không nhấc máy, không một tin nhắn từ tối qua, không hề biết em ngủ chưa hay vẫn thức, hay đang ở một nơi rất xa. Có lẽ em đang vui bên người khác trong một vòng tay ấm áp. Có lẽ em đang say trong ngào xa, từng hơn ghen như bùng cháy lên. Rồi thì anh ghen 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 mà mình đang yêu thôi 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 mà. Cause I just wanna make you my baby.